Moving to grammar. Cô chào tất cả các em. Thì cô mời các em qua phần tiếp theo với cô nha. Đó là phần ngữ pháp grammar. Ở trong bài tập phần ngữ pháp này, chúng ta sẽ học về cái vị trí của những cái tính từ. Thì chúng ta nhìn vào trong cái bảng, cái khung trong cái bảng này, trong cái khung màu xanh cho cô. We use adjectives to describe people here. Câu này có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng tính từ để mô tả tóc của một người. When we use more than one adjective, we follow the disorder. Khi mà chúng ta sử dụng hơn hai tính từ, thì chúng ta sẽ đi theo cái thứ tự sau đây. Em sẽ nói cái chiều dài trước. Length có nghĩa là chiều dài. Chiều dài hoặc là ngắn, dài ngắn. Rồi sau đó mình sẽ tới cái vị trí tiếp theo, đó là color, có nghĩa là màu sắc. Ví dụ như mình muốn nói tóc của một ai đó có cái độ dài là ngắn và màu là màu nâu, thì chúng ta sẽ nói là short brown hair. Short brown hair. Các em để kích thước trước, sau đó tới màu sắc, rồi mới tới cái danh từ short brown hair. Alright. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập. Write the descriptions under the pictures. Em sẽ ghi cái mô tả dưới những bức tranh. Bây giờ nhìn vào trong bức tranh đầu tiên, number one, thì em thấy người này đang là tóc dài và màu nâu, đúng không nào? Cho nên lúc này khi mà chúng ta ghi theo cái vị trí đúng thì sẽ là long brown hair. Alright. Picture number two. Look at this girl. Các em nhìn cho cô gái này. Thì em thấy cô gái này có tóc là tóc dài, đúng không các em? Nó là tóc dài và màu vàng. Tóc dài là chữ gì? Long. Và màu vàng là blonde. Vậy thì ở đây câu số 2 chúng ta sẽ điền vào long blonde hair. Again, long blonde hair. Alright. Picture number 3. Tới bức tranh số 3. Look at this boy. Các em nhìn vào trong cậu bé này cho cô. Cậu bé này đang là tóc ngắn, màu đen. Vậy thì lúc này tóc ngắn là chữ short, màu đen là chữ black. Short black hair. Again, short black hair. Tóc dài, tóc ngắn, màu đen. Alright. The last picture, number 4. Bức tranh cuối cùng, bức tranh số 4. Thì mình thấy cái cậu bé này đang là tóc màu đỏ và tóc ngắn. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ ghi là short red hair. Short red hair. Alright. Very good. Look at the answer key. Number 1, long brown hair. Number 2, long blonde hair. Number 3, short black hair. And number 4, short red hair. Alright? Okay, next. Exercise B. Unscramble these sentences. Match the pictures to the descriptions. Unscramble, chúng ta gặp từ này rất là nhiều, mà mỗi lần cô dịch cái phần yêu cầu của đề, lúc nào cô cũng dịch cái chữ unscramble này, có nghĩa là em sẽ sắp xếp lại câu. Ok, sắp xếp lại một câu. Em sẽ nói những bức tranh với những cái mô tả. Ok, bây giờ đầu tiên nói những bức tranh với những cái mô tả. Chúng ta sẽ có 4 bức tranh tương ứng với 4 cái mô tả ở phía dưới. Trước tiên thì các em sẽ sắp xếp lại, rồi sau đó các em mới có thể nói được, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp. Em nhìn cho cô cái ví dụ câu số 1 đi. Đầu tiên sẽ là câu hỏi What does he look like? What does he look like? Đây là câu hỏi có nghĩa là anh ấy trông như thế nào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp nè. Cái chữ in hoa ghi đầu tiên. He's. Rồi. Tall and. He's tall. Anh ấy cao. And has. Và có tóc màu đen. Black hair. He's tall and has black hair. Rồi chúng ta mới nhìn xuống dưới những cái bức hình này. Người nào cao và có tóc màu đen? Chính là người này. Chúng ta đánh vào người này là số 1. Được chứ nè. Rồi tương tự như vậy chúng ta sẽ cùng nhau làm bài số 2 nhé.
Bài số 2, đầu tiên sẽ là câu hỏi. Câu hỏi chúng ta lựa cái từ viết hoa ghi đầu tiên cho cô đó là chữ is. Is, sau đó tới chủ từ là he. Is he wearing? Hiện tại tiếp diễn ha. Is he wearing white glasses? Cô nhắc lại, is he wearing white glasses? Anh ấy đang mang cái kính màu trắng đúng không? Trả lời, yes he is. Yes he is. Rồi, vậy thì ở đây người mà mang mắt kính màu trắng là bạn này. À, vậy thì bạn này sẽ ghi số 2 cho cô ở đây. Ghi số 2 vào trong cái vị trí này cho cô. Bây giờ tới câu số 3. Câu số 3 mình đặt câu hỏi là gì đây? What is she wearing? Cô ấy đang mặc cái gì? What is she wearing? Và chúng ta sẽ trả lời là she is wearing a blue dress. She is wearing a blue dress. Cô ấy đang mặc một cái đầm màu xanh. Vậy thì ở đây cô gái nào đây? Mình có hai cô gái. Vậy thì cô gái đây là cô gái mặc đầm màu xanh. Vậy chúng ta sẽ điền vào trong ô trống đây số 3. Rồi bây giờ tới câu cuối cùng, number 4. Thì number 4 chắc chắn là cô gái còn lại rồi đúng không nè? Số 4 nè. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải sắp xếp trước. Is your friend? Is your friend a girl or a boy? Cô nhắc lại, is your friend a girl or a boy? Bạn của bạn là cậu là con trai hay con gái? My friend is a girl. Bạn của mình là con gái. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ điền vào ô, đây là số 4. Rồi, đây là đáp án, các em nhìn đáp án và sửa bài cho cô nhé. Ok, next. The last one, writing. Phần cuối cùng của chúng ta đó là phần viết. Yêu cầu của bài đó là write a description of a student in your class. Write 40 to 50 words. Em hãy viết một cái mô tả học sinh trong lớp học của em. Viết khoảng 40 đến 50 từ. Thì khi mà em mô tả, các em sẽ viết như thế này cho cô nha. Đầu tiên là em sẽ giới thiệu người này tên gì ra. My best friend is. Cô lấy ví dụ như người bạn thân của mình tên là Mary đi. Thì mình sẽ nói là my best friend is Mary. Rồi sau đó mình sẽ mô tả cái ngoại hình của bạn này. She's, cô ấy cao. She tall. Rồi sau đó mình mô tả về tóc tai. She has long black hair. Tóc dài màu đen. Rồi bây giờ mình sẽ mô tả những cái đặc điểm đặc trưng của cô ấy. Ví dụ như cô ấy đang mặc cái đầm màu xanh đi. She is wearing a blue dress. Ha, a blue dress. Rồi mình nói là cô ấy đang đội một cái mũ màu đỏ đi. She is wearing a red cap. Rồi mình mô tả tiếp. She is wearing glasses. Đó, thì đó là cái cách mà mình mô tả một người bạn ở trong lớp của mình. Rồi em mô tả cô ấy như thế nào đó, mình sẽ suy nghĩ ở trong đầu rồi mình ghi ra nha. Rồi bây giờ các em nhìn cho cô cái bài mẫu đây. My best friend is Phương. Bạn thân nhất của mình tên là Phương. She's short and thin. Cô ấy thì lùn và ốm. She has long black hair. Cô ấy có tóc dài màu đen. She is wearing glasses. Cô ấy đang mang mắt kính. She is wearing a white shirt and blue skirt. Cô ấy đang mặc một cái áo màu trắng và cái chân váy màu xanh.
She is wearing black shoes and white socks. Cô ấy đang mang một cái đôi giày màu đen và đôi vớ trắng. She isn't wearing a cap. Cô ấy không có đội nón. Alright. Rồi, bây giờ em sẽ dựa vào trong cái bài viết này để em viết một cái bài của riêng mình nha. Okay, this is the end of the lesson 1. Thank you very much.